tại thì Văn Thanh đang đứng ở ủy ban xã Mỹ Hạnh Nam của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là tỉnh lộ 824. Ngay cái cổng chào này thì bên chỗ này là Bách Hóa Xanh nè. Bách Hóa Xanh nằm ở đây. Rồi chợ Mỹ Hạnh Nam nằm ở đây. Cái miếng đất của mình là đi vô cái đường đó đó. Lát Văn Thanh chạy cho bà con mình coi. Đường này chạy thẳng hoài thì mình có đi xuống tỉnh lộ 10 nè, tỉnh lộ 10 ở đây, hoặc là đi thẳng hoài đi về Bến Lức. Còn đường 824 này chạy thẳng hoài thì mình sẽ đi qua Phan Văn Hớn. Rồi khoảng đi qua Phan Văn Hớn khoảng chừng 9 cây á. Rồi đi tới chợ Hóc Môn khoảng 14 cây số. Miếng đất này bề ngang của nó là 5x20. Một nền như vậy là bán 1 tỷ 50. Còn nếu mà ai mua hết một cặp luôn á thì chỉ bán 1 tỷ 9 thôi. Một cặp là chỉ 1 tỷ 9 thôi, nhưng mà bà con mua lẻ thì tới 1 tỷ 50 lần nha. Nền này thì có sổ riêng hết rồi à. Mặt tiền phía trước là đường của nó là 5m. Rồi phía sau cũng có con đường 5m luôn nha. Khu này khu phân lô ở rất là ổn định rồi. Thì giờ Văn Thanh chạy vô cho bà con mình coi. Từ chợ Mỹ Hạnh Nam, từ ủy ban Mỹ Hạnh Nam này vô đó có 1 cây số thôi nha bà con. Ô tô mấy tấn đi luôn á. Bây giờ mình đi từ hướng Hóc Môn, mình đi qua ủy ban xã Mỹ Hạnh Nam rồi mình rẽ vô tay phải nha. Bây giờ con không sẽ chạy. Đây là đường 824 nha bà con. Đây, Bách Hóa Xanh mình nói đây. Là được tặng 20.000 để mua sắm mình là Bách Hóa Xanh nha cô bác ơi. Đây là ấp xóm mới 2. Còn mình là ấp xóm mới 1 nha. Đây chợ này chợ Mỹ Hạnh Nam nha. Tới đây mình rẽ vô này, hết chợ này mình rẽ vô. Quay 36 phía trước đó. Nè, đường mình đi vô nè nha, đường của mình là đường vòng lớn nha. Đó, đường mình là đường vòng lớn. Mình rẽ vào đường vòng lớn nha. Vừa qua khỏi ủy ban, vừa qua khỏi ủy ban bên đây phải có đường vòng lớn đó, mình rẽ vô. Đi ngang trạm y tế xã Mỹ Hạnh Nam nha bà con. Mình có đi ngang xã trạm y tế xã Mỹ Hạnh Nam rồi đi ngang trung tâm văn hóa luôn. Trung tâm thể dục thể thao của xã Mỹ Hạnh luôn nha. Trung đất của mình là đất của trung tâm xã luôn đó. Rồi cái cũng cặp bên Hóc Môn Bà Điểm. Trong khu này người ta phân rất là nhiều lô. Ở nhà cũng rất là đông rồi. Mà đường người ta phân cũng rất là rộng nha. Một con đường vậy người ta chẻ ra người ta phân tới 5 mét đường lận. Từ ủy ban xã vô khoảng cây số là tới đó bà con. Theo cái clip này bà con mình đi xem nha. Ok thì Văn Thanh sẽ hẹn chủ đến để gặp bà con để thương lượng giá. Nhưng mà giá người ta báo sát luôn là 1 tỷ 50 nha. 1 tỷ 50 còn mua một cặp luôn là người ta chỉ bán 950 thôi. Mua một cặp là bà con mình lợi tới 200 triệu. Đây đi tới cái chỗ này là vô tới nè. Bà con để ý nha, tới chỗ này nè. Chỗ rửa xe nè. Chỗ rửa xe nè. Đây có cái cây xanh này nè, quẹo vô nha bà con. Đây, cái chỗ trị mụn nè. Chỗ vua trị mụn. Bà con chạy bên phải, bà con thấy chỗ vua trị mụn bà con chạy vô nha. Đó, hai bên trái phải của mình đều phân lô hết rồi nè. Phân lô rất là nhiều. Đây. Mấy lô này người ta chưa có làm nhà. Nhưng mà những cái lô trong đây là ta làm hết rồi. Đó, con đường phía sau cũng có dãy bên kia ha, quốc lộ bên kia. Chạy vô bà con thấy có cái cây sake lớn lớn này nè, đây. Đây nè, cây sake này nè. Cái cây sake lớn này mình dừng lại đó, lô đất mình sau cái nhà này nha. Sau cái nhà này. Lô đất mình đây nha.
đất mình thì tính từ nhà mình tính qua là 10 mét, sâu vô 20, mỗi một lô vậy là 5 20 5 20. Phía sau người ta đang làm cái con đường để ta phân lô tiếp hay sao á, sao đó, đường nó 5 mét ta phân lô là sao. Đây, đi đường này cuối đường cũng có cái khu phân lô ngoài đó nha. Cái đường nãy mình rẽ vô đó là ngay cây sake rẽ vô nha, rất là nhiều lô.